Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Thì trong cái thời gian gần đây thì có rất là nhiều khách hàng hỏi mình về cái dòng men 4 kênh của AT. Và để sở hữu được cái con cục đẩy này thì các bạn thường phải bỏ ra từ 10 cho tới 16 triệu. Và đối với một khách hàng chúng ta xài karaoke gia đình ở nhà thì với cái giá này là quá cao và thường là sẽ chờ đợi những dòng thanh lý. Thì ngày hôm nay thì bên mình vừa mới thu nhận lại được 3 cục đẩy của dòng AT. Do khách hàng này đã xài loa của mình, nhưng mà tuy nhiên thời gian gần đây thì anh đã đổi lên cái dòng loa với công suất cao hơn, cho nên đã đổi lên cái dòng đẩy cao hơn của AT. Do đó anh nhờ với mình thanh lý lại ba cái cục đẩy này. Đó là cục đẩy AT cục đẩy AT A8200 và hai cục đẩy AT A8550. Thì ba cái dòng cục đẩy này anh mua đồng bộ với mình cho hai dàn, và dòng đẩy này mới dùng được 4 tháng. Đó. Và bây giờ anh đã nâng cấp lên cái dòng đẩy 4 kênh AT 1600. Đó. Và cái cục đẩy này giá mới của nó lần lượt là 13 và 14 triệu. Và hôm nay thì mình thanh lý nhanh. Đó. Với hàng 3 tháng thì mình để lại giá là 6.900.000 đồng cho một cục đẩy đồng giá 3 cục này. Mỗi cục có trị giá là 6.900.000 đồng. Đó. Rẻ hơn một nửa giá so với chúng ta mua mới và hàng với sử dụng có 3 tháng thôi. Bên công ty mình lấy uy tín để cam kết hàng này bên mình chưa sửa chữa gì, chưa sửa chữa và hàng mới nguyên zin 100%, và hàng chỉ dùng được 3 tháng thôi và giá chỉ là 6.900.000 đồng. Và đây là ba cục đẩy thanh lý bên mình thanh lý với giá rất rẻ, do đó bên mình nhận chốt hàng khi khách hàng đã chuyển đủ tiền hoặc là lên trực tiếp công ty để rinh cục đẩy về, mình không nhận tiền cọc nhé. Các bạn có yêu mến công ty Thanh Huy thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chia sẻ video clip để ủng hộ cho công ty Thanh Huy. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.